Ở đây ăn được hay không là mỗi quyền tự do của mỗi người, không ép ha. Nhưng mà chúng ta ăn cũng phải hạn chế, ăn để mà sống chứ không phải sống để tham cầu ăn, thì nó mới đúng với chánh pháp của Đức Phật ha. Nhưng bây giờ mà như ông thầy đó, ông dán cái bảng như vậy là theo theo mọi người tự nhìn thấy đó là sự tham cầu ăn hay là tự tự mình ăn đó. Minh Nguyễn thân chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì Minh Nguyễn có gặp một sư thầy ở bên quận 8, một sư thầy khất thực ở cầu Gạch Ông. Thì cái điều mà mình cảm thấy rất là lạ, hôm nay mình đến để hỏi thăm thầy. Thầy khất thực ở ngay cầu Gạch Ông và thầy quỳ để mà khất thực. Thì mình sẽ hỏi thăm thầy về một số vấn đề về Phật pháp để chia sẻ đến tất cả mọi người nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con chào thầy. Nam Mô Di Đà Phật. Thầy cũng xin chào anh Minh. Hôm nay cũng có duyên lành thầy được gặp anh. Rồi anh mời thầy đến quán nước để mình hỏi thăm và đàm đạo. Vì trong cái thời gian thầy đi quá duyên, anh thấy thầy có thiện cảm, cho nên anh mời thầy đến quán nước để đàm đạo, hỏi về cái vấn đề khất thực nắm rõ ràng hơn. Tại vì cuộc sống bây giờ nó quá đảo lộn, cho nên đó là anh phải cần biết rõ cái nguồn cơn, nghĩa là đính chính lại cái thế nào là cái người hành trì khất thực cho nó đúng pháp. Thì kính thưa bà con cộng đồng mạng và cùng quý Phật tử, cùng toàn thể quý đồng đạo là giữa các tôn giáo, đính chính thì chúng tôi không dám nha. Nhưng mà tôi trước tiên tôi có lời nói đầu tiên gửi đến bà con là an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe, mọi việc làm ăn được thuận lợi hết. Nhưng mà với điều kiện chúng ta luôn luôn phát tâm lành, phát triển tâm lành, dù là ở tôn giáo nào cũng vậy. Chúng ta luôn luôn phát triển tâm lành để đi đến đạo giải thoát. Tôi tự giới thiệu mình là tên của tôi, tên thật tôi là Thạch Ngọc Hùng. Sinh năm 1969, theo giấy chứng minh nhân dân đó. Mà pháp danh của tôi là khi tôi xuất gia vào chùa là sư ông đặt cho tôi là Thiện Tài. Và sau khi tôi chuyển hệ phái khất sĩ thì tôi được pháp danh là Sư Minh Đạo. Cho nên bây giờ tôi được hai pháp danh gọi là Thích Thiện Tài và tự là Sư Minh Đạo. Thì kính thưa cộng đồng mạng, cùng quý đồng đạo, cùng chư tôn đức, cùng với mọi người tất cả các tôn giáo. Thì vì cái lời hỏi của anh Minh, hôm nay tôi đính chính lại việc đi khất thực. Một người tu sĩ chánh thức là đệ tử của Phật là phải hành trì khất thực. Đó là cái hạnh của là tỳ kheo. Nhưng mà với thời kỳ bây giờ là thời kỳ loạn, và chúng sanh nó là rất là đa dạng, cho nên nó là về cái mặt pháp luật cũng cấm đoán, có nghĩa là ngừng bớt việc khất thực. Rồi trong giáo hội cũng cấm đoán, nhưng sự tông chỉ của tôn giáo không thể bỏ được. Ai có hạnh nguyện thì cứ đi, đi theo sở thích của mình, nhưng mà đi trong cái khuôn khổ, không được là phố cáo, có nghĩa là kêu gọi là nhiều người ha. Mà nếu đi thì đi khất thực đi theo tăng đoàn, hàng tháng đi được 2 lần. Còn nếu đi một mình thì lẳng lặng mà đi tu trì. Không ai cấm đoán mình điều đó, nhưng mà đối với pháp luật thì mình phải thận trọng, tức là đến đâu thì phải trình chính quyền ở đó, làm cho nó đúng pháp. Thì trong cái thời gian quá duyên gặp được anh Minh, hôm nay anh Minh hỏi về đạo. Thì kính thưa quý vị, theo lời Đức Phật dạy cách đây 2500 năm, sau khi đời mạt pháp, ngũ trược ác thế là thiên ma lộng hành phá đạo của Phật. Chúng có thể hiện ra làm tăng chúng, làm là ni chúng, có thể hiện ra tất cả hình dáng và có thể hiện ra các hình thức để phá đạo. Tại vì sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, nó có nguyện rằng nếu không phá được Phật Thích Ca thì nó sẽ phá đạo của Ngài và hiện thân làm đệ tử của Ngài mà phá đạo. Thưa thật quý vị, để mình tránh đi cái chỗ làm thiên ma ba tầng hoặc là con của thiên ma ba tầng, thì chúng ta nếu mà người thật sự muốn hướng về đạo pháp để hưởng lộc cúng dường giống như pháp, thì quý vị phải nên thành tâm đến ngôi Tam Bảo, nơi chốn thiền môn đang mở cửa rộng cho quý vị. Quý vị không nên mượn hình trá hình để làm hại tôn giáo, điều thứ nhất. Điều thứ hai, đối với pháp luật mình tự hại bản thân mình. Cho nên tôi khuyên quý vị đính chính lại điều này. Rồi một cái điều thứ ba, trong thời mạt pháp loạn lạc này, quý vị nên cố gắng tích đức tu nhân để cho mình có được cái công đức
sau này đời Thượng Cổ khi Phật Di Lặc ra đời theo trong kinh Đức Phật Di Chúc đó, thì chúng ta còn được gặp Phật, được Phật thọ ký cho. Còn nếu chúng ta làm sai pháp, theo tinh thần kinh Địa Tạng có nói, nếu một vị không phải sa môn, không phải tỳ kheo ni, mà giả dạng làm sa môn, làm tỳ kheo ni để gạt gẫm hàng bạch y tạo nhiều điều tội ác, thì hiện đời quý vị sẽ bị pháp luật trừng trị, sau khi chết đọa vào vô gián địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được làm người. Nếu sanh ra làm người thì ngu ngốc, đen tối mù tối, đuôi điếc câm ngọng, què quạt bị các nghiệp ác ràng buộc vào thân. Đó là theo kinh thần kinh Địa Tạng đã dạy. Cho nên là ở đây chúng tôi xin khuyên quý vị, nếu ai là những người mượn hình đổi lớp thì nên dứt bỏ tư tưởng này. Hãy sống như bao nhiêu người dân khác, mình còn tay chân, mình còn sáu căn đầy đủ thì nên lao động, tùy theo phước báo của mình mà hưởng, không nên làm điều này. Còn nếu cái việc hành trình đi khất thực mà quý vị muốn gia nhập tăng đoàn thì cửa thiền rộng mở đón quý vị. Cứ thẳng tiến vào đi rồi chú vị sẽ hành pháp đúng như lời Phật dạy. Điều thứ hai là khi nếu hành khất thực quý vị đã sai pháp rồi, mà nếu quý vị đi sai giờ nữa thì lại càng quỷ phỉ bán đạo nhiều hơn. Chúng tôi khuyên quý vị, nếu đã lỡ mang hình thức, đã lỡ làm điều sai, quý vị ăn năn sám hối đi và bỏ bớt. Thì thứ nhất, nếu không bỏ được, muốn theo đạo nghiệp đó mà sống thì nên tiến thẳng vào cửa thiền và để học những cái pháp Phật cho đúng giờ giấc, đi khất thực cho đúng giờ. Nếu mà chư tăng đi khất thực là từ sáng đến 12 giờ trưa, đó là chư tăng ở trú xứ xa, không có ngôi thờ tự ở bản thân của mình ở nơi gần, thì chấp nhận phải đi nơi đâu, đến đâu thì trì nguyện cầu kinh ở đó cho bá tánh. Tại vì là chư tăng là mảnh phước điền cho bá tánh mà, để che gieo giống bồ đề cho pháp giới chúng sanh. Mình đừng làm cho chúng sanh ác cảm với hình dáng của chư tăng. Nếu mình làm cho chúng sanh ác cảm với hình dáng của chư tăng, chính mình là con của thiên ma, và chính mình đã gây nên phá đạo pháp của Đức Phật, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta không thể nào gặp được Phật pháp và rơi vào địa ngục chư gián ngay hiện đời, bị pháp luật trừng trị rất là nặng nề. Tôi khuyên cộng đồng mạng, những ai có tâm tham sân si, tham lam quá cỡ do lo cho hình thức bản thân mình và gia đình mình, thì nên dứt bỏ điều này đi. Còn thật sự có tâm hướng về đạo thì quý vị tiến thẳng vào cửa thiền. Đây là tôi xin nhắc nhở lần thứ ba. Rồi ở trong lời Phật dạy, đời ngũ trượt ác thế này rất là khổ, cho nên quý vị phải nương thiền từ mà giải thoát. Thiền từ là đâu? Thiền từ là nơi các tôn giáo. Nếu quý vị thích cao đài thì theo cao đài, thích Thiên Chúa thì theo Thiên Chúa, thích đạo Phật thì theo đạo Phật, thích Hòa Hảo thì theo Hòa Hảo. Mình làm theo những tông chỉ cho chánh đáng thì chúng ta sẽ được nhiều phước báo hơn ngay hiện đời, và sau khi chết chúng ta còn có phước báo vãng sanh tịnh độ. Còn nếu quý vị làm sai tông chỉ, không theo tôn giáo nào hết mà theo bản năng của mình, thích thì làm theo danh lợi, làm theo cái tham cầu của tự bản thân để tìm sống, thì điều này nó không đúng với đạo và không đúng với sự thật. Hiện đời này quý vị hưởng hết phước báo rồi, sau khi mất thân mạng rồi chưa biết rơi vào đâu, sẽ rơi vào tam đồ khổ ác đạo chứ không vào đâu hết. Tại vì cái hành động quý vị làm sai, làm sai với chân lý, làm sai với đạo và phá đạo thì sẽ rơi vào con đường tam đồ ác đạo thôi. Nhưng mà tôi cân nhắc quý vị, ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát vì lòng từ bi muốn cứu độ chúng sanh cho nên ngài đã phát nguyện, nguyện cứu tất cả chúng sanh trong tam đồ ác đạo, chứng thành chánh đẳng chánh giác hết ngài mới thành. Ngài đã quan sát vô lượng kiếp về sau là chúng sanh sẽ lăn cuồng trong là sanh tử, nên ngài phát nguyện như vậy. Mà chẳng lẽ hôm nay chúng ta được làm người, thì hôm nay chúng ta được làm người là nhờ công đức của ngài đó. Không lẽ bây giờ chúng ta phụ lòng ngài sao mà chúng ta làm những điều sai trái nữa để cho ngài cứu khổ chúng ta nữa sao, rồi không cho ngài vào ngôi vị chánh đẳng chánh giác hay sao? Nếu mà chúng ta làm như thế thì vô tình bản thân mình đã hại mình trước nha, và mình không kính trọng Phật pháp thì sau này mình không thể nào gặp được Phật pháp. Đó là lời Phật dạy trong kinh rất rõ ràng. Tôi khuyên quý vị, những ai là người trá hình đổi lớp, nhà sư để đi khất thực, thì mong cầu quý vị hãy đính chính bản tâm mình lại và hướng về Tam Bảo thật sự, đến nơi chùa chiền. Nếu thật sự là cuộc sống mình quá khổ đau, quá nghèo khó, thì mình đến nơi những nơi mà có từ thiện đó, hoặc là nơi tôn giáo đó, nó có những cái chỗ mà người ta phụ giúp cho những người nghèo khổ đó, mình đến đó mình công quả đi, rồi lần lần người ta thấy cái hạnh của mình tốt đó, người ta sẽ giúp đỡ mình, chứ cần gì phải làm điều này. Còn nếu mình có điều kiện làm ăn phương tiện được thì nên làm ăn phương tiện. Còn nếu đội hình đội lớp á, thì ở đây là xin thưa rằng chúng tôi không phỉ báng quý vị, nhưng mà chúng tôi nhắc cho quý vị thoát những cái khổ là đừng nên như vậy. Nếu làm vậy là mình sẽ khổ mãi và làm loạn cả đại chúng nữa.
ha, làm cho mọi người là khi gặp chư tăng là sanh ra cái áp cảm, cái áp cảm rất là lớn. Bây giờ đôi lời xin là đến với cộng đồng mạng cùng quý vị ha, những ai làm sai, còn những ai làm đúng thì mình cứ làm ha, tùy theo cái khả năng của mình cứ làm. A Di Đà Phật xin hồi hướng công đức này cho quý vị được tăng phước, tăng thọ, ha, vạn sự kiết tường và hướng về đạo pháp, luôn luôn hướng về chánh đạo để mà khởi tâm tu hành. Và tôi nguyện những ai thấy nghe những lời tôi nói hôm nay thì đời đời kiếp kiếp được phát tâm Bồ Đề, hướng về đạo Phật để mà tu thành chánh đẳng chánh giác. Mong cầu chư Phật gia hộ, Long Thiên hộ pháp hộ trì cho quý vị. Chư vị Long Thần ở nơi đây, chỗ nơi tôi đang nói chuyện đây là cũng gia hộ cho tất cả mọi người ở đây được thấy nghe, được tăng thêm phước, tăng thêm thọ, vạn sự kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật. Thì đó là chia sẻ của sư thầy. Thì mình hôm nay thì có duyên gặp được thầy, nhưng mà lúc đó là 12 giờ mấy, cho nên là thầy cũng đã khất thực xong rồi, cũng đang ngồi trò chuyện và hỏi thăm thầy về Phật pháp. Thì thầy là ở Đồng Tháp đó thầy. Đồng Tháp là thầy cũng có một cái ngôi Tam Bảo, cũng là xuất gia luôn đúng không thầy? Thầy có thể cho con coi cái đó được không ạ? Đây mọi người, ngôi Tam Bảo của thầy là Tịnh Thất Diệu Pháp Liên Hoa. Là Tịnh Thất gì thầy? Tịnh Thất Diệu Pháp Liên Hoa. Tịnh Thất Diệu Pháp Liên Hoa. Tịnh Thất Diệu Pháp Liên Hoa. Đây mọi người, đây là cái ngôi Tịnh Thất của thầy. Thầy là Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh xuống ủng hộ thầy đó. Dạ. Ngôi Tịnh Thất rất là trang nghiêm ở Đồng Tháp đây mọi người. À. Đây. À, Phật tử thành phố Hồ Chí Minh thời gian thầy lên thầy gieo duyên ở trên đây đó, Phật tử ta phát tâm thì cúng dường á. Dạ. Cho nên thầy mới cất được cái Tịnh Thất này. Thầy xuất gia lâu chưa thầy? Thầy xuất gia năm 1984, hồi thời điểm của Lê Duẩn á, đến cho đến bây giờ. Mà trước khi đi xuất gia thầy cũng cho anh biết luôn là năm 17 tuổi thầy đã có gia đình rồi. Dạ. Nên cũng có gia đình sự nghiệp như bao nhiêu người khác thôi. Dạ. Nhưng mà vì thầy nhìn thấy cuộc đời sanh lão bệnh tử khổ quá, cho nên năm 20 mấy tuổi thầy đi xuất gia. Dạ. Từ chỗ đó xuất gia đến ngày hôm nay. Trong cái quá trình của thầy xuất gia có nhiều người hỏi lắm, tại vì người ta gặp thì người ta phải hỏi thôi, cái đó là có lẽ tự nhiên. Có nhiều người hỏi thầy ăn chay hay mặn, thầy nói giờ chay mặn đều dùng được, dùng vậy thôi. Thầy cho con hỏi là vừa qua đó trên cộng đồng mạng á, có một nơi tu hành rất là kỳ lạ ở ấp Láng Cát, Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Một người tự xưng là thầy dựng nên một cái ngôi chùa có tên là chùa Hoằng Pháp Trung Ương. Thì trong cái ngôi chùa đó có dán một cái miếng giấy là chùa nhận các thịt động vật. Như là chó, mèo, vịt, gà, sư tử, vân vân. Đó thì thầy cảm nhận của thầy như thế nào? Theo cái tinh thần mà như thế đó thì nếu mà mình phân biệt đúng sai thì nó cũng không phải. Có nghĩa là theo lời Phật dạy ở trong kinh á, là tự tánh chúng sanh thầy nguyện độ, tự tánh phiền não thầy nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thầy nguyện học, tự tánh Phật đạo thầy nguyện thành. Thì như vậy cái này là mỗi một người nó có một cái tánh riêng của mình. Vì cái ông thầy này ổng có một cái tánh tham cầu vì cái miếng ăn, mà bây giờ ổng mượn cái hình tướng hay hoặc là ổng là người xuất gia thật đi chăng nữa, mà ổng vì cái thích ăn, và hoặc là nói nếu mà nói hơn chút xíu nữa là nói thích ăn nhiều hơn những thịt con vật. Thì bây giờ theo nhân quả mà nói, nếu mà nói ra thì xin thưa cộng đồng mạng như thế này, tôi nói đây là tôi nói lời trung thực. Đức Phật cho ăn 5 loại thịt. Một loại thịt thứ nhất là không được quyền sát sanh. Một cái loại thịt thứ hai là mình không biết miếng thịt này từ đâu đem đến. Một cái loại thịt thứ ba là mình không xúi người khác giết. Một cái loại thịt thứ tư là không thấy tiếng kêu la của con vật bị chết, bị giết mà mình ăn. Một cái miếng thịt thứ năm là những con vật ăn còn dư thừa, mình được quyền ăn. Đó, thì Đức Phật cho ăn 5 loại thịt động vật này nhỉ, là 5 thức ăn này gọi là ngũ tịnh nhục đó. Nhưng mà với người tu mà còn thích ăn thịt nhiều thì lòng từ bi của mình sẽ bị giảm đi. Tại sao vậy? Tại vì mình còn ăn thịt chúng sanh là mình đâu có từ bi triệt để. Mà đạo Phật là đạo từ bi.
Cho nên ở đây ăn được hay không là mỗi quyền tự do của mỗi người, không ép ha. Nhưng mà chúng ta ăn cũng phải hạn chế, ăn để mà sống chứ không phải sống để tham cầu ăn, thì nó mới đúng với chánh pháp của Đức Phật ha. Nhưng bây giờ mà như ông thầy đó, ông dán cái bảng như vậy là theo mọi người tự nhìn thấy đó là sự tham cầu ăn hay là tự mình ăn đó, tự mình có để mà ăn. Thì ở đây tôi không bình luận ông thầy đó, nhưng mà tôi chỉ nói bằng có thể chung thôi. Nếu mà mình dán bảng phố cáo lên như vậy là mình không đúng. Không đúng là không đúng gì? Không đúng lời Phật dạy. Thì như vậy là cái sự tu của mình, cái lòng từ bi của mình quá thấp kém. Thì sau khi mình tu trong đời này, sau khi mình chết, mình được làm quỷ thần. Đó là sắc phong đó, đó là sắc phong của người tu đó. Tại vì mình còn ăn thịt chúng sanh thì mình làm quỷ thần. Thấy không? Mình vẫn tu, vẫn được chứng vậy nhưng mà không chứng đạo Phật. Không chứng thành Phật nhưng mà chứng thành quỷ thần. Đó. Thì có thể chia sẻ một chút xíu về trong đạo Phật thì con không có gành rồi Nam Tông và Bắc Tông. Rồi Nam Tông với đạo Phật thì nó có hai chi phái, một là Nam Tông, hai là Bắc Tông. Mà Nam Tông á, còn gọi được cái danh từ là phái Theravada, hay là còn gọi là Nguyên Thủy Phật Giáo. Thì cái phái này á, đi quá duyên độ đời, đi khất thực á, thì ai cúng cái gì ăn cái nấy, nhưng mà một ngày ăn chỉ có một buổi ngọ thôi. Còn chiều tối nếu mà đói á, thì được quyền uống sữa, ăn cháo đồ này kia, chứ không được ăn cơm nữa và không được ăn thịt chúng sanh nữa. Cái nghĩa nó vậy, không được ăn đồ cúng nữa. Đó, cái đó để mà dưỡng bệnh. Tại vì thời kỳ bây giờ thất thường lắm, cái bầu không khí bây giờ cứ làm ô nhiễm, cho nên con người dễ sinh bệnh tật. Mà những vị sư lớn thì hay bị là đau ốm, cho nên là trong lực được chế là gọi là phi pháp, phi thời. Thì cho được ăn, nhưng mà ăn cháo, ăn những cái thể lỏng thôi, đặng cho dễ tiêu, đặng sau khi tối ngồi thiền nó không có bị hôn trầm và không có sinh ra bệnh tật. Mà nếu mình giảm được ăn nhiều thì tốt thôi, giảm ăn mà mình lo tu tập nhiều thì tốt. Tại vì trong cái giáo lý của Đức Phật, nếu mà cái người tu tinh tấn á, mình đạt tới cái cảnh giới sơ thiền là mình đã là thiền diệt thực rồi. Không cần phải ăn nhiều, thấy không? Không cần phải ăn nhiều nhưng vẫn sống, mà sống rất là vui tươi và không bệnh tật. Còn nếu mình ăn nhiều quá thì không đúng. Ở trong luật dạy là buổi sáng là chư thiên ăn, mà buổi trưa là giờ của Phật ăn, mà buổi chiều là ngạ quỷ ăn. Tức là người nào còn ăn chiều, ăn tối, đêm nhiều quá thì người đó ăn cho nghiệp lực của mình. Đó, ăn cho nghiệp lực của mình chứ không phải là mình ăn để mình nuôi sống bản thân. Mà cái nghiệp lực của mình, cái vọng tưởng của mình nó đòi ăn cho nên mình cho nó ăn. Vì chỗ đó gọi là tham cầu cái ăn thì cái đạo mình khó chứng lắm. Làm sao mình giảm bớt cái ăn thì cái chứng đạo mình nó mới có. Ha. Cái điều thứ hai là bên Bắc Tông á, là ăn chay. Tại sao vậy? Tại vì Bắc Tông á, thể hiện lên cái tinh thần từ bi. Đó. Từ bi, còn bên Nam Tông là thể hiện lên tinh thần tùy duyên, chứ không phải là không từ bi. Vẫn từ bi nhưng mà tùy duyên theo hoàn cảnh để giúp độ chúng sanh. Còn bên Bắc Tông là triệt để, nghiêm minh là với lòng từ bi. Nhưng mà với điều kiện nhà thiền bên Bắc Tông mà có những vị thầy ăn mặn cũng vẫn được thôi. Phật đâu có cấm đâu. Như vừa rồi chúng tôi nói đó, quý vị thấy không? Vừa rồi chúng tôi nói là Đức Phật cho ăn 5 món ăn là ngũ tịnh nhục, là không thấy giết, không tự mình dạy người ta giết, và không nghe tiếng kêu la của con vật bị giết, và cái miếng thịt từ đâu đem đến không biết, rồi con vật ăn dư thừa mình được ăn. Đó, thì có nghĩa là những vị này ăn thì cứ ăn, nhưng mà ăn với tinh thần là ăn để trị bệnh thôi. Xem món ăn là liều thuốc trị bệnh, chứ không phải xem món ăn là vật thực ngon miệng để mình nuôi dưỡng bản thân là không đúng. Tại vì bây giờ quý vị nghĩ đi, trong thịt con vật nó có rất nhiều độc tố, và nó có nhiều virus. Làm sao mình biết con vật nó có bệnh hay không? Người ta nướng, người ta nấu ngoài chợ, người ta kho, người ta chiên, người ta xào. Mình nghe cái mùi thơm ngon quá, mình ăn, mình đưa vô bụng mình. Rồi cái bắt đầu những con virus nó đi đâu? Có những loại virus 100 độ nó đâu có chết đâu. Phải không? Cho nên khi mình ăn vô là nó làm bệnh cho cơ thể mình chứ không làm gì hết trơn á. Thì nó giết con vật kia như thế nào thì nó giết cái bản thân mình đi chăng vậy. Đó, thì tại sao? Tất cả là gì? Tất cả là từ miệng mà ra. Bệnh căn từ miệng mà ra. Bệnh căn từ miệng mà rên phù trầm. Phải không? Đến khi đó kêu thần kêu quỷ, ai mà lo chứng giả cho mình? Tại mình gây thì mình phải chịu bất minh, nghe không? Nên mình khổ mình đừng kêu réo. Đó, bây giờ thưa với quý vị là như thế. Còn cái thời gian mà của hình tướng bên Nam Tông Bắc Tông nó có khác là chỗ này ha. Nam Tông thì sử dụng y dấn, cái y là dấn lại thôi mà ôm mình bác đi khất thực. Còn Bắc Tông là mặc áo hậu, là cái hậu tràng là tay tám tấc đó, dấn không có dấn y mà là xài y móc ha. Là các nhà chùa người ta thường đắp đó. Bây giờ nói tóm lại là người xuất gia theo lời Phật dạy là được quyền đi khất thực.
nhưng với điều kiện thời cuộc bây giờ về cái đất nước của mình, về pháp luật là có nghĩa là không được. Không được là tại sao? Tại vì có những người loạn lạc giả danh nhiều quá cho nên cấm đức. Mà người nào có đi là đi với tinh thần nhỏ nhẹ thôi, tức là rón rén một mình thôi, có nghĩa là gọn nhẹ thôi, còn nếu không là đi với giáo đoàn, chứ không được rủ rén là có nghĩa là y xèo mà làm những điều sai trái. A Di Đà Phật thì là dài lời phân qua, nguyện hồi hướng công đức cho toàn thể cộng đồng mạng được nghe thấy, được vãng là sớm thành tựu đạo quả.